Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái giá đỡ mà gắn điện thoại trên xe gắn máy, trên motorbike. Đây là cái giá bằng nhựa rồi gắn điện thoại cho các bạn tải chạy Grab hoặc là các bạn mà giao hàng. Bạn gắn đằng trước, các bạn theo dõi bản đồ, địa chỉ, thông tin, tiện là quan sát hướng dẫn chỉ đường. Thì cái giá gắn này mình mới mua tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, với giá là 70.000. Với giá này các bạn xem ở đây, cái đầu để nó gắn vô, thường là bạn sử dụng gắn vô cái chỗ gương chiếu hậu, cái lỗ để bạn chọc cái cây gương, bạn gắn lại, gắn cái gương lại nó tự giữ chắc. Đây là cái phần cao su nó bọc trong này là thép, thép này rất là cứng nha bạn, rất là chắc chắn. Như bạn có thể uốn, các bạn đã bẻ theo cái ý của mình. Đây là các bộ phận, đây là cái để xoay, bạn nhả ốc ra để xoay chiều của cái màn hình các bạn muốn quan sát này. Nâng lên hạ xuống. Cái này thì cái thân này các bạn gắn cố định rồi. Đây các bạn thay đổi góc quay của cái màn hình. Sau khi bạn thay đổi, các bạn chốt cái ốc này lại cho nó chắc. Chốt ở vị trí cố định, ví dụ là này. Nó chốt ở vị trí cố định. Còn đây là cái ốc gì? Đây là cái ốc nó để bạn tháo gỡ điện thoại này, thay đổi kích cỡ màn hình. Đây bạn nhả này. Đây là con ốc chốt, còn đây là cái con mà để thay đổi kích cỡ, con ốc trong này thay đổi cái kích cỡ màn hình. Đây là kích cỡ tối đa. Kích cỡ tối đa này có thể là bỏ được một chiếc máy tính bảng luôn. Bạn thấy gần bằng một gang tay, khoảng cỡ 20 cm. Kích cỡ tối đa mà thu lại, dùng cái nút này thu lại cho nó chắc. Mình sẽ gắn thử cái iPhone 7 này. Bạn nhả cái nút này này, tăng cái khẩu độ màn hình, các bạn bỏ điện thoại vô, chúng ta siết cái nút này lại để nó siết chặt cái điện thoại vô, xong rồi ta xoay cái nút này để cố định lại, siết lại để giữ chắc cái điện thoại. Đây là cái nút này, nó thay đổi cái góc quay của cái này, bạn sử dụng, ví dụ bạn sử dụng cái này mà quay nó như này, đây nó chưa cố định, khi nào cố định các bạn chốt lại. Sẽ là như này. Đây, bạn có thể xem điều của chỉ đường như thế. Rất tiện dụng cho các bạn chạy xe ôm Grab hoặc là các bạn giao hàng, bạn điều vừa chỉ đường rất tiện. Các bạn vừa chạy trên xe, bạn vừa quan sát. Đây, các bộ phận nó vậy. Thân trong này là thép. Đây là cái nhựa. Hai cái nút chỉnh nữa. Một nút chỉnh này là kích cỡ điện thoại, màn hình, chốt lại. Đây cái nút này là góc xoay. Còn cái thanh thép này là uốn. Đây là vị trí của cái gắn điện thoại trên xe máy sau khi mình đã gắn xong. Đây mình gắn vô cái gương chiếu hậu bên trái. Bạn thấy gương chiếu hậu bên trái. Gắn rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhả ốc của cái gương này ra, các bạn gắn cái giá này vào, các bạn vặn ốc lại thôi, vặn ốc lại. Nó rất là gọn này. Nó không chiếm diện tích nhiều.
thanh thép này thì bạn uốn cong tùy theo các bạn muốn sử dụng như thế nào, nó uốn được mà, tùy các bạn muốn cái góc quay làm rất là cứng chắc, đỡ được cái điện thoại thoải mái, không có sợ rớt, không sợ rung lắc. Đấy, nó rất là gọn thôi, không có cồng kềnh. Đây, khẩu độ của cái màn hình điện thoại. Bạn sẽ chỉnh khẩu độ các bạn bỏ điện thoại vào. Và có thể bẻ các góc của nó. Ta thay đổi các góc, ví dụ xoay ngang cũng được. Các bạn muốn xoay ngang. Bạn nhả cái kéo vào đây này. Bạn xoay. Có thể các điện thoại màn hình lớn hơn hoặc máy tính bảng, bạn thay đổi. Thay đổi góc quay sao cho chúng ta dễ sử dụng. Xong rồi, cố định cái góc rồi bạn chốt phía sau này lại. Đó, cái chốt này là chốt cái góc xoay. Còn cái chốt trên này là thay đổi kích cỡ điện thoại, cỡ màn hình. Thì mình sẽ thử gắn cái con 7 này cho các bạn xem. Mình sẽ gắn nó vào. Đợi một xíu nha, mình nhẹ cái kích cỡ màn hình ở đây. Ra xong các bạn siết cái nút đằng sau này, rồi nó kéo lại, nó thu cho nó giữ chắc cái điện thoại. Xong bạn chốt lại, chốt cái chốt thôi, nó chắc. Đây là chắc chắn không sợ đỡ điện thoại. Đây, người ta sử dụng cái điều hướng của Google. Bạn để như này rất tiện nha các bạn, ví dụ chạy xe ôm Grab hay là Vato hay là Uber gì đó. Hướng dẫn chỉ đường các bạn vừa chạy, các bạn vừa quan sát, khỏi mất công lấy điện thoại trong túi ra, rất là bất tiện. Các bạn đi giao hàng vậy, các bạn có thể rút ngắn quãng đường đi chính xác cái địa chỉ, không đi qua lô. Và mình xin giới thiệu lại cái sản phẩm giá đỡ này, mình mua tại đường Nguyễn Tri Phương, cái khu mà chuyên đồ điện thoại đâu mà. Đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, mình mua là giá 70.000. Tùy các nơi bạn mua nó có thể dao động, có thể 60, 70, 80 hay 90. Tùy cái địa chỉ nó người ta bán. Nó rất gọn rồi, bạn quan sát này. Không chiếm diện tích nhiều. Rất là chắc chắn, không rung lắc. Rồi cái thép này nó chắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình giới thiệu về cái sản phẩm mình sử dụng này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.